ngày 21 tháng Giêng, Thánh Anne. Thánh Anne là một thiếu nữ Roma, qua đời năm 304. Ngài chịu tử đạo vì đức tin khi mới 12 tuổi. Thánh nữ Anne được rất nhiều người biết đến, dù lịch sử chỉ kể lại được vài chi tiết về ngài. Điều này thật cá biệt vì Thánh Ambrosio và các vị thánh thời gian khác trong giáo hội sơ khai đã viết về đời sống của thánh nữ. Anne yêu mến Đức Chúa Giêsu cách tha thiết, đến nỗi thánh nhân chỉ chọn Đức Chúa Giêsu làm bạn trăm năm của mình. Nhiều chàng thanh niên lúc ấy ao ước được kết hôn với Anne vì thánh nữ có sắc đẹp. Tuy vậy, Anne chỉ muốn dâng hiến trái tim của thánh nữ cho một mình Đức Chúa Giêsu. Anne luôn luôn nói rằng: "Chỉ mình Giêsu là hôn phu của tôi." Ngài đã từ chối kết hôn với con trai của một vị thống đốc và việc này làm cho ông rất bực mình. Ông đã cố gắng thuyết phục Anne chấp nhận làm vợ của ông bằng những tặng vật và những lời hứa hẹn. Nhưng Anne vẫn nhất mực trả lời ông rằng: "Tôi đã đoan hứa với Thiên Chúa rồi." Thánh nữ Anne bị buộc tội là tín hữu Công giáo và người ta đã đem ngài đến nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền hứa ban tặng cho Anne những món quà đẹp nếu chối bỏ Thiên Chúa. Nhưng Thánh Anne đã từ chối. Rồi nhà cầm quyền lại cố gắng làm cho Anne hoảng sợ bằng cách trói ngài lại. Anne vẫn không chịu khuất phục. Thánh nữ còn phải chịu nhiều cực hình tra tấn khác nữa. Sau cùng, Anne đã bị kết án và bị giết. Thánh nữ Anne được chôn cất trong một nghĩa trang cùng mang tên với ngài, nghĩa trang Anne. Năm 354, con gái của hoàng đế Constantino đã xây một ngôi thánh đường lớn ở đó và đã cho đặt thi hài của thánh nữ Anne bên dưới bàn thờ. Thánh nữ Anne đã có một quyết định anh hùng và đã kiên tâm thực thi những quyết định ấy. Anne làm được việc này bởi ngài đã đặt Đức Chúa Giêsu làm trung tâm cuộc đời niên thiếu của ngài. Thánh nữ xin Thiên Chúa ban cho sức mạnh để sống trung thực với lời cam kết Kitô giáo của ngài. Chính tình yêu Chúa đã ban cho thánh nữ Anne sức mạnh cần thiết. Chúng ta hãy nài xin thánh nữ Anne ban cho sự can đảm và lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu. Tin mừng nét.